Đây là Thánh Ken nha mọi người. Thánh Ken Vlogs đang quăng cái chài mua trên mạng, nhưng mà không ngờ nó cũng có cá mọi người thấy không. Quăng vậy không có cá là chứng tỏ xong là cá nó dày dữ lắm luôn á. Và thanh niên này nhặt cá liên tục đó. Mọi người chuẩn bị xem cái phần quăng chài lần thứ hai của thanh niên Ken Vlogs nha. Anh ấy đã tìm tòi, để sưu tầm và tìm kiếm trên tất cả các trang mạng để tìm kiếm một cái chài made in China. 1, 2, 3. Đậu phộng quăng gì đâu mà quăng, cười hả mồm luôn. Mọi người thấy con sông này nó nhìn nó cạn vậy nhưng mà có cá, có cá trong cái túi màu xanh. Mọi người thấy không, cá rất là nhiều và hầu như là chỉ có cá rô thôi, cá rô phi mọi người, cá rô phi không phải cá rô đồng đâu. Thanh niên này đua đòi tìm kiếm lục loại trên tất cả các trang mạng trên cả Việt Nam và trên cả Đông Nam Á để tìm ra một cái chiếc chài bá đạo chưa từng thấy. Và anh ấy đã mất khoảng nửa tháng là tập luyện, nhưng mà bây giờ mọi người thấy không, ngày thứ 16 anh ấy quăng lưới là quăng cái kiểu đó đó, làm sao mà cá vô. Con cá đó là nói chung là hôm nay mày tới số rồi, mày gặp cái chài này mà mày cũng chui vô là mày cũng tới số lắm rồi đó. 1, 2, 3. Ôi trời ơi, lần đầu tiên mình thấy cái vần chài kiểu này, trời đất ơi, bá đạo bá đạo. Có cá hôm nay mọi người coi đi, có cá nè. Có không? Có cá không? Chài này giờ trắng tịch rồi, không có con nào hết trơn. Đó, cái mọi người thấy cái chài không? Chài này là chài gì mọi người? Xem mọi người cho cái ý kiến coi thử đi. Thanh niên này mua bỏ tay không hiểu luôn. 1, 2, 3. Cái này được, cái này được. Tôi không thể nào mà tôi không thể nào mà tin được là anh ấy có thể đầu tư mua một cái chai mà cái chai này sẽ đi vào lịch sử. Tào lao hết sức. Có không? Có. No. Ồ, có. Ôi trời ơi, cô Rofi, mày đi đâu mày chui vô cái chài này? Cái chài này đâu phải chỗ mày chui. Nói chung là cho em sống đi, nhúng nước cho em sống với, tội quá. Em còn trẻ mà em đã nóng vội và hấp tấp và chui vào chi cái chài này nữa. Cái chài gì mà như cái ống tre, trời, như cái không thể hiểu mà không thể miêu tả nó giống cái gì nữa. Rồi, chúng tôi quan tiếp rồi. Không thể nhặt được mồm khi mà nhìn thấy thanh niên này quăng chài, trời đất ơi. Vô, vô. 1, 2, 3. Được. Cái này sẽ có cá. Mọi người thấy nhánh sông có chút xíu này mà cá nó nhiều cỡ đó, quăng cỡ đó cũng trúng là chứng tỏ cá nó nhiều. Tại vì cá rô phi nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Và hầu như ở đây mọi người ai cũng ngán ăn, không ai ăn nữa chứ. Có không? Ôi, anh ấy giải nó bị ngứa chài rồi cho nên là cá nó chui đâu rồi. Tôi không thể tin nổi. Tiếp tục. Anh ấy vẫn kiên nhẫn, vẫn quyết định bắt một con cá chép thiệt là to. Hy vọng là con cá chép hôm nay nó sẽ chán đời và nó chui vô cái lưới này. Vô đi, vô đi, vô đi. Chép ơi, chép ơi, chép ơi. Chép nó là quăng đi, quăng đi, quăng đi. Mày tào lao hết sức, làm sao mà tao chui vô. 1 2 3 Hàm hố quăng ra xa. Thu dây nào, thu dây nào. Kéo hò, kéo hò, hò kéo văng lưới vô. Rồi, mất cái bự rồi. Mất cá bự hay là mất cây rào, cây thép, cây gai đây. Rồi, mắc vào cây. Bó tay luôn. Rác đến không. Chài gì, nước nó chài gì đâu mà lạ luôn. Này bị quăng bơm chắc luôn rồi, cái chài này làm sao mà giải. Con người chui vô cũng chưa lọt, con cá. Dạch chui vô còn không biết đường. Đó. Không thể hiểu được. Vô. Tiếp tục nha. Đây là lần, chắc là lần quăng chiếc cuối cùng quá. Vô đây, vô đây. Đó. Mọi người nhìn cái chài giống xíu mà cái dây á. Nó sợ mất chài sao nó gắn cái dây dài dữ trời. Vô. Tấm lên. Rồi banh ra. Trời ơi. Thấy một rườm rào ấy. Cắt cái vòng ở trên. 1 2 3 rưỡi 3 Không thể tin được mắt luôn nè. Thanh niên này khá là kiên nhẫn, kiên trì. Chắc là con cá nó thường nó vô. Vô một con. Mày đi đâu mà chui vô cái lưới này? Cái lưới này nó rút xíu xíu mà sao chui? Mày chui làm cái gì? Mày cũng học đòi ham hố mày chị tùm lum tà lạ.